Kênh luật trụ Mệnh Lý Khương Sơn xin giới thiệu về ẩn số lục thập hoa giáp của người Canh Tuất sinh năm 1970. Chúng ta lật sách ẩn số lục thập hoa giáp ra phần phụ lục, tìm đến trang 100 sẽ thấy được hoa giáp của tuổi Canh Tuất. Trang 100 là phần hành tên trình bày về tuổi Canh Tuất này có ngũ hành là so xuyến kim, đứng hàng thứ mấy trong tất cả các tuổi mà có mạng kim khác. Trong đó kim sẽ là đại diện cho sức khỏe và có bao nhiêu phần trăm? 88%. Kế đến là nói về các ngũ hành khác như thủy và hỏa, mộc và thổ. Hỏa khác lấy kim nên hỏa đại diện cho công danh, kim khắc lấy mộc nên mộc đại diện cho tiền tài. Kế đến là phần trang 101. Canh Tuất chỉ có một tuổi duy nhất có hình màu vàng là mạng kim. Đây là các đồ thị dạng 3D trình bày các thông số giúp cho người học dễ dàng nhận biết được tuổi Canh Tuất có 88 trên 100 là kim. Người này sức khỏe rất tốt. Phần mộc chiếm rất ít, chỉ 2%. Đây là vòng ngũ hành tương sinh và tương khắc. Phần cuối cùng là kết luận đối với tuổi Canh Tuất nên bổ sung thêm gì.